Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Gomu Huyền Thoại. Và ok, ở video này thì anh em chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm game ngày hôm nay thôi anh em ạ. Hôm nay á thì mình cũng đập vô 20k. Mình sẽ chơi theo cái kiểu nạp 20k mỗi ngày xem thử là sẽ có những cái tính năng gì mới. Wow, cái này mình bị kẹt tại vì hiện tại giờ mình chưa có thuyền anh em ạ. Chưa có thuyền cho nên là bây giờ mình kẹt hết cái nhiệm vụ ở đây anh em. Kẹt mất cái nhiệm vụ là chỉ thiếu quanh 5 điểm thôi là mình sẽ nhận được 50 cái điểm VIP, lại hai cái mảnh thuyền đùi gà búa này kia các kiểu nữa. Ôi đen với người ta, bây giờ làm sao được có thể là nhận được đây. Mình chỉ có thể là mua được cái, phải mua cái thẻ tuần anh em, phải mua cái thẻ tuần. Thẻ tuần sẽ nhận được 250 kim cương, sau khi mua mỗi ngày nhận được 140 kim cương hả. Hơi bị chát đó chứ anh em, 50k. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ nhận các phần thưởng đã. Ai Sabo nè. Ok, để mình xem thử. 20 cái bông hường. Đấy, nạp đơn nhận được một cái hộp nhân phẩm, hộp quà nhân phẩm anh em ạ. Đây, nhận xong sẽ nhận được mấy cái vé xanh, vé may mắn, vé test thử cái vận may của anh em. Sự kiện sự kiện đăng nhập ngày 3, sự kiện đăng nhập những nhận VIP và cấp độ kia kiểu. À, hôm nay có thêm một mớ các cái gift code anh em. Các cái gift code mới để mình test thử nhân phẩm. Anh em có tham gia cái sự kiện này chưa? Tham gia mừng con tướng mới ra mắt lo anh em à. Lo bác sĩ tử thần mà như là cái con này đó. Là cái con tướng cũ thì phải anh em. Nó chỉ ra mắt ở trong game mà thôi chứ hình như là một con tướng cũ xì thì phải. Đây, một con tướng này để mình test thử cho anh em xem ở cái phiên bản Sunny Pirate nha. Nhận luôn. Úi, ở đâu ra nhiều ấy nè. Ok, xóa chết rồi. Hồi nãy có một bạn inbox xin thẻ, mình không nhớ là bạn có tên gì luôn rồi. Để sau anh em. Thì đây là tổng hợp 5 cái kiếp, 6 cái kiếp bắt chung. 1, 2, 3, ôi 5 cái này mà, 5 cái kiếp bắt chung nha. Gomu huyền thoại nè. Không biết là mấy kiếp code này mình nhập còn sót cái nào hay không nữa. Sử dụng rồi anh em à. Rồi, sử dụng rồi bỏ qua bên đi. Ở dưới này sẽ có thêm những cái gift code mới nha anh em. Mình sẽ để tổng hợp các cái gift code bên dưới phần mô tả của video nha. 13 giờ trước. Để mình xem lại có cái gift code nè. Gomu huyền thoại Gomu 888. Ủa, cái Gomu 888 này như là mình nhập rồi luôn thì phải anh em. Nhập rồi. Nhập rồi hết anh em à. Hôm nay như là có cái gift code gì nữa không ta? Anh em đợi xíu nha. Một ngày trước. Ủa, hôm nay không có gift code mừng ngày phụ nữ Việt Nam á. Gift code live stream Mochi Robin đó nha anh em. Mochi Robin đó nha. Để mình xem thử khúc trên này có gift code gì không. Bác sĩ tử thần. Đây, một cái sự kiện. Gọi luôn. Như là không có gift code mừng 30 tháng, bỏ lộn 20 tháng 10 phải anh em. Ủa có không ta? Hồi nãy như là mình thấy như là cái game nào nữa có thêm cái gift code mừng 20 tháng 10 hay sao. Anh em đợi xíu mình vô trong group mình xem thử anh em. Hôm nay không có cái gift code mừng ngày 20 tháng 10 anh em. Mình thấy mấy cái game khác là nó có gift code mừng 20 tháng 10 hết này. Mà riêng cái game này thì lại không có. Nhiều anh em kêu mình hỏi mình là tại sao không có con A với lại con Sabo. Tại vì mình không có tham gia mấy cái sự kiện live fanpage hay là live này kia anh em. Và lại con Luffy nở đúp của mình cũng không lên sao được nè. Tại vì mình tham gia cái dòng quay test nó toàn ra là cái 1, 2 sao không em. 1, 2 sao hoài luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủa, 8 cái này mà. Mochi Robin, Gomu vui vẻ này mà. Gomu vui vẻ để mình xem thử cái này nó có nhập được không nha. Vui vẻ. Rồi. Hay ra vẻ quá. Rồi, ôi, được hai cái vé nha anh em. Hai cái vé này có thể là dùng kim cương để mời. Mình không biết cái vé này dùng làm gì anh em. Để mình xem thử nha. Bây giờ tổng cộng là được tới 8 cái gift code này mà. Mình xem thử là cái vé đó là cái vé gì anh em. Ủa, cái vé nằm đâu ta. Ủa, cái vé đó là xài gì vậy. Mình không biết là cái vé đó à, đây này. Dùng, có thể dùng kim cương để mời hả. Là sao ta. Anh em để xem thử nha. À, thì cái vé này mình có thể là sử dụng để mình chiêu mộ tướng anh em. Thử nhân phẩm luôn. Phẹt, trời ơi, mảnh thuyền. Phẹt, ôi ôi, 12 cái đùi gà anh em à. Vậy thật sự chứ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tích kim cương thôi em. Mình đã chiêu mộ được cái con tướng cần thiết cho nên là bây giờ mình cũng không cần phải sử dụng kim cương để mà chiêu mộ tiếp nữa. Mình sẽ sử dụng kim cương mà để dành anh em à. Chết này. Nãy giờ mình quên úp nữa. Bây giờ mình không biết là úp cái con gì lên luôn anh em. Con Rod hay là con Doflamingo. Kỹ năng. Và mình sẽ lấy con Doflamingo, mình sẽ lấy cái này đi. Skill này cho em đi. Nó cứng cửa xíu. Cái này thì tăng 2,72 tốc độ đánh với lại năng lực với lại HP.
Đấy này cho đất là mình có nó trâu trâu một xíu. Ok, chopper của mình hiện tại bây giờ mình cho nó lên luôn hẳn cả tím luôn em. Cả cái bậc tím luôn. Ok, vậy là hiện tại bây giờ đang có là tổng cộng là 8 cái gift code nha anh em. 8 cái gift code còn đang sử dụng được. Và không biết là mấy cái gift code như là Gomu vui vẻ hay là gift code là cái gift code kia nó có thời hạn hay không đó. Nhưng mà lâu lâu mình sẽ cập nhật cho anh em xem. Thì mình đang định sẽ sử dụng cái bông màu hồng này, mình sẽ đổi lấy con Inel đây mà. Mình đang được 35 mảnh Inel rồi, còn thiếu 45 mảnh thôi mình sẽ sở hữu được con Inel. Nạp 500 kim cương quá, thế này nhận được 5 gold trắng rồi em. 1.500 mới nhận được con gáp. Ôi, ok, khá là đắt. Nhận luôn cái viên này luôn. Wow, cái viên này bây giờ mình sẽ cho cái con nào đeo bây giờ ta? Một con tướng tăng cơ của mình đây mà. Một con tướng tăng cơ của mình, con Rod. Mình sẽ cho ưu tiên cho em nó đeo để mà tăng cơ, hỗ trợ tem này kia các kiểu. Ghép cái viên này luôn. Ghép cái viên này sẽ nhận được thêm một cái viên máu này mà. Viên máu. Đây, một cái viên máu cấp 3 thì phải. Để mình xem lại nó có cái con Doflamingo hay là con Kai'Sa. Hiện tại bây giờ đeo cái viên này luôn mà nó còn yếu sinh lý cái này nữa. Cho con Doflamingo đi em, cho Doflamingo đeo đi. Rồi, ok. Chopper hiện tại thì bây giờ mình để mình xem thử là wow, đang đeo mấy cái viên này hả? Và hiện tại thì giờ cũng không có viên nào để mà đeo vô cho nó hết anh em ạ. Cho nên là đeo đeo đỡ anh em ạ. Đeo tạm đi. Rồi, ok. Ngày hôm nay là ngày thứ 2 mình trải nghiệm tự game rồi anh em ạ. Thì mình luôn cập nhật những cái gì mình chơi á, mình sẽ cập nhật cho anh em. Huy bú đá luôn á, ghê với anh em. Thì anh em cứ việc xả hết bia anh em, ở lòng xả hết thể lực anh em, đừng có để dành thể lực nha. Đừng ép cấp này cái kiểu. Tại vì giờ là anh em đâu cần phải ép cấp tới bây giờ đâu. Anh em ép cấp là anh em sẽ bị thọt đi về cái gì ta, cái tính năng trong game anh em. Các cái tính năng trong game ví dụ như là nó sẽ mở những cái tính năng ví dụ như là cái đậu nè, phòng tập, luyện tập nè, rồi khiêu chiến vua biển này kia kiểu đại hải trình này. Vì vậy mà anh em cứ lên cấp đi, hình như là sau này anh em ép cấp để mà anh em quýnh đi quýnh liên server này kia kiểu, như là lớp 59 phải anh em, có móc cuối như là cái lớp 59 thì 89 chẳng hạn đó, nó có nhiều móc anh em. 89 này như là qua cái móc 89 anh em sẽ quýnh lại những cái bạn mà lép to hơn, những server khác chẳng hạn anh em. Vì vậy mà anh em đừng có ép chi mấy cấp nhỏ gì, anh em muốn ép thì ép cấp 89 chẳng hạn. Rồi, ok, Chí Tôn Su. Ồ, 20k không có được cái vé nào hết trơn anh em à. Để mình xem thử còn cái chỗ nào có thể là nhận được nữa hay không anh em. Còn thiếu 50 thôi anh em là mình sẽ lên được cái VIP 5 anh em à. 50 nó thôi à, còn chút chiêu chiêu nữa là mình sẽ lên rồi anh em ơi. Sự kiện, để mình xem thử trong sự kiện là mình có nhận được cái quà nào nữa hay không anh em. Ưu đãi, chà, gần lên được cái mốc 200 nè. Hình như là hôm qua cũng không có đủ mốc 200 luôn thì bảo anh em. Tích lũy nạp 2.500 kim cương mình sẽ nhận được cái hộp này. Không biết là hạn nó còn bao nhiêu ngày anh em. Một ngày nữa là sẽ kết thúc anh em à, một ngày nó sẽ kết thúc. Hiện tại thì bây giờ mình làm được 1.700 anh em à, còn thiếu 800 nữa. Thôi, từ từ anh em. Tại vì cái game này không biết là nó như thế nào anh em. Khi nay đây mai sập nữa, ở lòng mai đây nay đây mai đó nó không biết làm sao. Cho nên là không biết có nên nạp hay không. Tại vì mình thấy ở trong cái game này nó có những cái con tướng khá là hiu quạnh em mà. Ít tướng hơn so với mấy cái bản khác. Đấy, trong cái phần tướng nè, trong cái phần tướng này nó chỉ có những cái con tướng đó thôi. Cho nên là không biết làm sao. Nạp tèn tèn đấy em mà. Nạp vô nhiều quá cũng khá là hiu quạnh. Mình xem thử, nạp một lần 500 kim cương sẽ nhận được như cái đống này. Còn cái này là 500 kim cương sẽ nhận được 60. Hôm qua mình test cho đem xem nguyên một đống hộp màu hồng đem. Hộp nhân phẩm màu hồng mà nói chung là toàn là cái gì đâu không à. Toàn là cái gì đâu không, không ra được cái gì ngon hết trơn. Ở đây mình coi đang có một cái hộp may mắn, hộp nhân phẩm nên bây giờ mình sẽ mở ra thử xem là mình sẽ nhận được gì nha. Ở trong này nó sẽ có rất là nhiều vật phẩm, như là ở mấy cái video trước mình cũng đã mở thử cho anh em xem rồi. Đa số là như là vô 100 kim cương với lại được cái 300 điểm Eston đó anh em. Thì mình nghĩ là chắc này mình sẽ mở được 100 kim cương đó anh em à. Ồ, 500 điểm danh vọng cũng đỡ, đỡ bả anh em à. Ồ, vậy là hết anh em. Không còn gì để mở chứ, để mình xem thử con tướng nào đó phẹt ra chứ không. Không có luôn anh em ơi. Và hiện tại thì bây giờ mình đang sử dụng cái đội hình này. Mình đang định sẽ thay thế Bo Hành Cúc bằng cái con tướng Ichi anh em à. Một con tướng Ichi. Thì bây giờ mình sẽ đi vượt ải tiếp anh em. Với cái đội hình này để đi vượt ải anh em xem thử như thế nào. Hiện tại bây giờ mình đang đi bên này đảo gum. Và mình vượt qua nói chung là cũng khá dễ nè. Bỏ con bò ra mình sẽ đi con Ichi xem sao. Con Rod của mình cũng tăng cũng khá là chặt vặt đây mà. Tăng cũng khá là trống đuối nha.
Ôi con Ichi nó, ôi trời, con Chopper nó bút máu khá là khác anh em, quá là ghê gớm. Quả bút một phát một nùi máu luôn anh em ạ. Ok xong. Wow, Chopper bút hơi bị phê nha anh em. Ôi con Ichi nó vẻ như là nó hơi yếu nhớt một chút anh em, nó sắp chết đây nè. Ôi đừng chết, đừng chết. Ôi trời ơi, chết luôn anh em ạ. Chết ngắt luôn. Chắc mình sẽ lại để mình test thử một hành khúc xem sao anh em. Thôi mình sẽ qua đến cái chương sa mạc đi. Chiến đội cấp 50 mới mở được, 50 mới mở được anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi ngược lại cái đảo Rum, đảo Rum và cái mình sẽ đi quýnh lại cái boss này. Cái ải ải này mình sẽ bỏ cái này và sẽ lấy con bo vô cho anh em xem được đi. Để xem thử đồng bo với lại Ichi con nào sẽ ngon hơn. Ichi của mình hồi nãy tự nhiên nó xông pha lên chi nhắn chất ngắt luôn anh em ạ. Wow, khá là khó chịu anh em. Mình đang định sẽ sử dụng con Nicorobin trong cái đội hình anh em mà, nhưng mà mình chưa có đủ đồ để mình úp chân Nicorobin cho nên là mình cũng chưa sử dụng thôi. Zinpe mình thấy cũng ok anh em, cũng ngon chứ, nhưng mà bây giờ mình cũng không có sử dụng luôn. Shintomaru thì hôm bữa anh em mình cũng có test rồi anh em, 3 sao nha anh em, mình cũng đã có test rồi nhưng mà nó cũng yếu lý anh em. Nó tăng nó cũng không ngon bằng so với con God. Con God nó tăng cơ êm hơn anh em ạ. Vì vậy mà anh em có thể là chiêu mộ thử con God để anh em tăng cơ thử xem sao. Mình cũng đã test luôn cả Luffy mà Luffy nó tăng nó cũng không ổn bằng so với con God anh em. God tăng khá là ổn áp với lại Chopper boost cũng khá là phê anh em ạ. Đi vượt ải là ok. 3 sao đều đều nha anh em, 3 sao đều đều. Để em xem thử mình như 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wow, có 11 anh em mà, mình đi tới 11 đây và lên 3 sao cũng khá là ok anh em ạ. Cũng có thể là được toàn bộ 3 sao hết luôn nha. Ây chà, có những ải hơi khó xíu, ví dụ như những ải gặp những mấy con như Nicorobin chẳng hạn, nó khóa lại, nó khóa chiêu, nó hút năng lượng này kia kiểu khó chịu anh em. Còn mấy con này thì không sợ anh em ạ, mấy con này thì không sợ cho lắm. Shintomaru đây, mấy con này thì khá là dễ anh em ạ, thẹt đơn giản rồi. Ok, cũng 3 sao anh em ạ, cũng xíu mình sẽ thả xả hết thể lực nha. Bây giờ mình sẽ đi quýnh lộn anh em ạ, đi vô đấu trường quýnh lộn nha. Ây chà, các bạn này ép được chiến to ấy ta. Doflamingo, Sabo, Luffy, Zoro. Ây chà, hơi khác hay anh em, không biết là mình có thể là quýnh lại được cái đội hình của các bạn này hay không anh em ạ. Thôi bây giờ mình sẽ quýnh lại các bạn bằng lực chiến mình đi anh em, bằng lực chiến mình đi. Ủa bạn này được đội hình cũng na ná anh em ạ, na ná với các bạn hồi nãy. Mình sẽ bỏ Ichi rồi mình sẽ lấy con Rod vô, cho con Rod tăng cơ. Rồi múc thử làm sao. Bên kia đội hình cũng na ná với lại đội hình mình. Rồi xong phiên con Luffy nở đúp bên kia. Luffy nở đúp bên kia thì nó cũng giống như cái con Rod bên mình đây, cũng tăng cơ anh em. Nhưng mà nó tăng không lại so với God mình. God bên mình thì nó có cái hồi sinh anh em. Wow, ây da, Zogo bên kia nó ngon quá vậy ta. Nhưng mà cũng quýnh không lại cái đội hình của mình đâu anh em à. Đấy, anh em thấy con nào nó tăng cơ ngon hơn anh em. Con God nó vừa tăng cơ mà nó vừa có cái khả năng là thôi miên đó anh em, gu ngủ cái địch nữa. Đó chính là cái lý do mà mình quyết định mình sẽ múc con God vào. Hiện tại thì bây giờ mình đang tích kim cương rồi nha anh em. Sau khi mà đạt được những cái con tướng mà mình cần rồi đó thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ tiến hành tích kim cương. Tổng lực chiến đạt 200k, hạm đội đạt cấp 2, sở hữu một viên đá cấp 5 thì mình sẽ nhận được một cái viên đá đỏ này. Tăng cấp kỹ năng 500 lần. Ồ, chừng nào mới đủ 500 lần đây. Skill hồi máu, hiện tại bây giờ mình đang dồn úp vô chỗ cái chỗ hồi máu anh em ạ. Và lực chiến tổng của mình hiện tại bây giờ đã lên được 174k, gần lên được 200 rồi anh em ạ. Để mình xem thử cái nhiệm vụ ấy. Cường quá một lần chuyến thuyền. Ây chà, mình chưa có cái chiến thuyền nào hết. Lấy mình cường quá đây, nạp đẻ ngay 300 kim cương thì mình sẽ nhận được cái đống này anh em ạ. Búa nè, ồ 750k luôn. Nhưng mà cái gương này sẽ ngon hơn chứ, 980 kim cương. Wow, lẻ lẻ nó mới ghê chứ anh em. À, cái này mình mua với giá là 69 anh em ạ. 80 mảnh, hiện tại bây giờ mình đang được 40 mảnh A rồi, còn thiếu 40 mảnh nè. Sabo thì hiện tại giờ đang là 30. Cái này nạp cho xong rồi sẽ nhận được một cái chiếc thuyền anh em ạ. 69k, nhận nguyên liệu giúp tướng lên đến bậc phẩm tím. Wow, 69k.
và nhận được 1.280 kim cương. Nhận ngay 300 và 300 SB VIP trong 7 ngày, mỗi ngày nhận thêm 140 kim cương nữa. Cũng được đó chứ anh em. Cái này là cái ưu đãi như nè, mình có thêm cái chiếc thuyền và bây giờ mình mua là mình sẽ nhận luôn được cả cái kia luôn. Để mình xem thử mua trong đây được hay không anh em. Nhấn về một cái lần mua. Cần phải nhập mật khẩu gì không ta? Anh em đợi xíu mình xem thử nha. Ok trời, thanh toán thành công luôn rồi, phải thật sự chứ nó không cần mình yêu cầu mình nhập mật khẩu gì hết anh em à. Rồi luôn. Quá là ghê gớm. Trời ơi, không cần phải nhập gì hết anh em à. Phải thật sự chứ. Nhận thưởng, nhận thưởng. Đặt mốc rồi anh em. Wow, ghê gớm thật sự chứ. Bây giờ mình đã có được cái chiến thuyền đầu tiên anh em à. Ghép chiếc thuyền này với giá là 200. Rồi, ngon luôn, nâng cấp lên luôn. Rồi, ok, mình đã có được cái chiếc thuyền đầu tiên anh em, một cái chiếc thuyền cực kỳ cùi bắp. Và bây giờ mình sẽ, ôi anh em nghe cái tiếng chữ gì không? Mồ mố. Rồi, nhận luôn. Wow, được một số phần thưởng anh em à. Chiếc thuyền đầu tiên của mình anh em à. Một chiếc thuyền đầu tiên, một chiếc thuyền Sunny Berry. Rồi, ok. Đó, đã thay được chiếc thuyền anh em à. Và VIP nè, lên được VIP 5 anh em, VIP 5 nha. Nhận này luôn. Wow, mình được nhận được cái móc luôn mới ghê với anh em. Hoàn trả. À, cái móc nạp vô để mà nhận con tướng. Ồ, cũng không được anh em. Mình xem thử còn được cái. Ôi, tính ra mình mua cái đó nó lỗ anh em. Sắp 9k là mình lỗ hết 9k rồi anh em. Vãi thật sự chứ. Lỗ anh em à. Lỗ 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 lỗ. Trời ơi. Thôi, này mua thêm sẽ được gấu trắng thôi. Khỏi khỏi mua đi anh em, để mơi đi. Mơi rồi để mai tính. Rồi ok, thì bây giờ mình đã có được cái chiến thuyền đầu tiên rồi, bây giờ mình sẽ đi quýnh lộn tiếp nè. Anh em đợi xíu mình, sau khi mình reset lại cái được đánh thì mình sẽ quýnh một cái bạn rồi. Ôi trời, mấy bạn này có thuyền hết rồi anh em à. Vãi thật sự chứ. Bạn này còn luôn cả cái thuyền mang hải tặc cười cá luôn, mới ghê luôn anh em. Xếp đội nè, thuyền nè. Bốn cái chiếc thuyền này vô. Chiếc thuyền này như là có khả năng bắn độc anh em. Để bây giờ mình xem thử chiếc thuyền này có gì ngon anh em ơi. Thuyền. Để mình xem thử nha anh em, nó skill này đặt gây sát thương duy trì lên toàn bộ địch theo thời gian anh em à. Tổng sát thương gây ra là bằng 0.4% HP và cái này nó sẽ tăng thêm tấn công đó anh em. Tăng thêm tấn công đó. Úp lên phát đó đi, 185 tấn công luôn anh em ơi. Rồi, ok. Cái thuyền này gây sát thương theo HP bằng 100 HP tối đa an toàn cả địch. Ủa cái chiếc thuyền nào có khả năng phản đam ta? Mình không biết cái chiếc thuyền nào có khả năng phản đam tăng được không. Cái này khiên giúp toàn hấp thụ sát thương trong một khoảng thời gian, hấp thụ sát thương hồi HP cho toàn đội. Còn này là hồi năng lượng cho toàn đội. Ồ, cái chiếc thuyền hồi năng lượng này cũng ngon đó chứ anh em. Còn này gây sát thương theo phần trăm HP. Cái này là tăng sát thương đối thủ phải chịu trong một khoảng thời gian. Tăng thêm sát thương phải chịu. Tăng tốc độ đánh cho toàn đội trong một khoảng thời gian. Chiếc này là tăng tỷ lệ né cho toàn đội anh em à. Thuyền Ineo thì gây chóng toàn bộ đối thủ trong một thời gian ngắn. Còn cái thuyền này khiến toàn bộ đối thủ bị khâm lặng. Thuyền của Doflamingo thì khiến cho địch bị mê hoặc. Tấn công ngược lại anh em à. Ủa sao ít thuyền với ta? Hồi phục cái toàn độ bộ toàn đội HP và năng lượng. Ủa trời, ít thuyền với ta? Ồ, hơi ít thuyền anh em. Bên kia thì mình còn có cái thuyền San, thuyền Bo, thuyền Gâu Trắng, thuyền Gâu Đen, thuyền Hải Quân, thuyền Tè Le, Hộp Me, Hộp Mít chứ anh em à. Nhưng mà bên cái phiên bản này là thuyền khá là khiêm tốn. Ồ, giống như nổ một bản làm lại anh em à. Có bản phiên bản làm lại cho nên là nó chưa cập nhật đủ giống như những cái phiên bản mới nhất bây giờ anh em. Rồi sau khi mà đặt VIP 5 thì em mới thay vô đây để mua cái gói này mà. Một cái gói, ủa cái gói mà mình có thể là nhận được khá là nhiều kim cương rồi, cái gói nào ta? Anh em đợi xíu mình tìm được cái gói nha anh em. Không biết là bên đây có cái gói không, khi mà đặt VIP 5 thì mình có thể là mua được cái gói anh em à. Nhưng mà bây giờ mình không biết cái gói nó nằm ở đâu luôn á. Anh em đợi chút xíu chiều để mình xem thử nha. Đẻ tháng thường. Ủa, hình như nãy mình mua cái thẻ tuần thì phải anh em. Như là mình nãy mình mua cái thẻ tuần rồi. Ủa, cái thẻ tuần này mình có thể là mua ở trong cái chỗ nạp mà ta. Rồi luôn, tới công chuyện rồi anh em. Ở đây tốn 500 kim cương để mua mấy cái này anh em à. Đó, mình nhận được một đống kim cương. Ồ, hơi ít nha anh em. Hơi bèo nha. Rồi, ok, múc luôn. Rồi, đã được 8.300 kim cương rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ để dành kim cương đây. Mình không có tiêu kim cương đó. Và bây giờ mình sẽ để dành Pẹt, Nami. Cái gì đây? Necropin. Oh, Lucy. Hết rồi anh em à. Trời ơi, cỡ đó luôn á. Vậy như vậy nãy biết mua trên web nó đỡ lỗ anh em à. Tự nhiên mua trên đây nó lỗ 99.000 bạc anh em à. Kinh thật sự chứ. Rồi, ok. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật tới đây thôi. Và bây giờ mình sẽ làm thêm một cái video. Mình sẽ cập nhật về con tướng Lo.
sắp ra mắt mà mình sẽ test thử cho anh em xem. Và bây giờ mình sẽ đọc thử cái skill của con lo bên đây thôi, để cái video sau này anh em. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây nha, hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo của cái tựa game Gomu huyền thoại. Và anh em nào thích mình làm cái tựa game này, đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục quay thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi, cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.